Hello mọi người nha, em ấy xin chào tất cả những anh chị yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay nhà em ấy có về những cái mẫu mini nó rất là xuất sắc luôn mọi người, và rất là khó, phải nói là rất là khó tìm luôn. Thì ở đầu cái clip này em ấy sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cây sổ rất là đẹp. Sổ này là hàng đài nha mọi người ơi. Cái cây sổ này thì bông nó cực kỳ đẹp và luôn mọi người. Nói chung là lâu lâu sổ mới ra được một cây đẹp như thế này. Chứ gọi mà sổ mà để kiếm một cây cực kỳ đẹp như thế này thì rất là khó nha mọi người. Cái cây này á thì hai bên cánh nó sẽ đối xứng hai cái đùm bạch trắng như thế này, rất là đẹp. Cái này thì hiện tại nó mới nở thôi mọi người. Nó là hoa to đó, hoa to đó. Nó mới nở thôi cho nên em không có banh cái cánh ra được. Nó còn bị cong. Cây này thì em chia sẻ với mọi người 180.000. Anh chị nào thích siêu tầm cây sổ này thì mình alo em ấy liền qua số điện thoại 0989214119 để em ấy sẽ chốt đơn cho mọi người nha. Thì hiện tại cái cây này em ấy chỉ có một cây thôi cho nên anh chị nào nhanh tay thì mình sẽ được nha. Đó, đây là dòng sổ đài rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn mọi người. Cái này nó mới nở nè, nó chưa có căng cánh đâu nhưng mà nó cực kỳ xuất sắc luôn. Cái cây thứ hai em ấy sẽ chia sẻ cho mọi người là hôm nay nhà em ấy có một cái cây màu trắng rất là đẹp luôn mọi người. Đó là cái cây quai nóc trắng. Quai nóc trắng thì bông nó sẽ như thế này, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì bông nó bị dập rồi mọi người nha. Cái này là em ấy để bông vẫn giữ cái bông lại cho mọi người xem là mặt bông của nó như thế nào. Thì cây nhà em ấy chia sẻ thì nó sẽ tầm như thế này nè mọi người. Nhà em ấy hôm nay nhà em ấy chia sẻ cho mọi người quai nóc trắng là 180.000 một cây quai nóc trắng, cỡ cây của nó sẽ như thế này. Và cái đây là cái mặt bông mà lúc mà nó mới nở em ấy chụp lại ha, lúc mà nó chưa bị dập thì nó rất là xuất sắc. Đây là một trong những dòng quai nóc rất là khó tìm và rất là khó kiếm luôn á mọi người. Quai nóc thì có quai nóc trắng, quai nóc cam, quai nóc đỏ và quai nóc vàng, nhưng mà cái cây quai nóc trắng này là thì nói chung nó rất là được lòng người chơi ha, được rất là nhiều anh chị săn. Cái cây mini thứ ba em ấy sẽ chia sẻ cho mọi người một cái dòng mini cánh sáp màu hồng rất là cưng, màu hồng siêu cưng luôn mọi người. Cái dòng này thì bông nó rất là bền. Riêng cái dòng này thì mọi người chơi giữ bông thì chơi tầm 20-25 ngày, nhiều khi cả tháng luôn mọi người. Nó cánh sáp mà mọi người thấy không, nó như hoa giả luôn á, nó rất là cứng và nó rất là bền. Cái cây mini hồng mẹ em ấy chia sẻ là 100. Ủa anh ơi, mini hồng bán nhiêu em quên rồi ta? Dạ, cái cây mini hồng này tên của nó là Binh Beauty á mọi người. Cây này em chia sẻ với mọi người giá sale là 130.000 một cây thôi. Anh chị nào thích siêu tầm mini này thì mọi người alo em ý nha. Thì cái cỡ cây nhà em ý chia sẻ cho mọi người xem là cái cỡ này nè mọi người. Nói chung nó chỉ có một size chung chung thôi. Em ý bốc cây là cây ai cũng như cây ai hết mọi người. Nó đều dăng dăng hết, không có để cho mọi người thiệt thòi ha. Nói chung mọi người chỉ cần alo chốt đơn là em sẽ gói cây cho mọi người. Dòng này nó y như bông giả luôn mọi người. Bông thiệt nhưng mà bởi vì nó là cánh sáp cho nên nó rất là dày và rất là bền. Mình nhìn nó y như bông giả luôn á. 130.000 một cây Binh Beauty, hoặc là mọi người có thể gọi nó là mini hồng cũng được, rất là đẹp và rất là đáng chơi. Thì hôm nay nhà em ý có một cái cây này nữa cho mọi người chơi. Đây là em nói thiệt với mọi người, trong những dòng cái dòng đây là một cái cây Lucky Light Blue Hawaii, bông rất là đẹp. Anh chị nào thích cây hoa thì em sẽ chia sẻ luôn cây hoa. Còn mình thích cây lá thì em sẽ chia sẻ hàng lá là 150.000 một cây. Cái cây blue, cái cây Lucky này, Lucky Light nha, em gọi tắt là Lucky Light này, thì nó sẽ đẹp hơn cái cây Lucky bình thường, có nghĩa là cái lưỡi nó sẽ là màu đậm hơn và cái cánh nó sẽ lợt hơn. Còn cái cây Lucky kia thì cánh lưỡi là nó đều dăng dăng một màu hết, nhưng mà rất rất là thơm mọi người. Cây Lucky này cực kỳ thơm, Lucky Light Blue Hawaii nó cực kỳ thơm và cực kỳ đáng chơi. Rồi hôm nay nhà em ý về lại một cái mẫu hàng đài siêu hot này cho mọi người chơi. Phải nói là siêu hot luôn. Đợt trước thì nhà em ý có về thiệt, nhưng mà không đủ hàng bán. Thì hôm nay nhà em ý đã cố gắng, nói chung là săn lùng làm tất cả rồi mọi người, mới có thêm được một vài cây chia sẻ cho mọi người. Đây là một cái cây thiên mẫu hàng đài mọi người. Thiên mẫu nó là hàng đài. Thiên mẫu hôm nay nhà em bán chính thức là hàng đài, chuẩn hàng đài cho mọi người chơi nha. Bây giờ mà nội gọi là mình mà phải tìm được một cái cây thiên mẫu đài rất là khó mọi người, chuẩn đài rất là khó. Nhưng mà nhà em ấy sẽ chia sẻ hàng chuẩn đài cho mọi người chơi ha. Đó, nhà em ấy chia sẻ 280.000 một cây thiên mẫu chuẩn hàng đài cho mọi người chơi. Thì những anh chị nào đã có rồi thì em cũng xin chúc mừng. Còn đây là những phần cho những anh chị nào mà chưa có.
những anh chị nào mà bữa trước có hỏi em cái dòng thiên mẫu này em có báo hết á, thì mọi người cứ inbox lại cho em. Em sẽ chừa cây cho mọi người nha. Cái này về thì nói chung là số lượng nó không có nhiều mọi người. Cho nên nếu mà mọi người thấy được cái clip này của em á, mọi người cứ alo cho em ý để em ý chừa cây cho mọi người nha. Không có nhiều cây luôn mọi người, không có nhiều cây để gói luôn á, chứ không phải là không có nhiều cây để chia sẻ luôn. Đó, đây là cái cây thiên mẫu rất là đẹp và rất là đáng chơi. Mọi người thấy cây thiên mẫu không? Nó rất là đẹp mọi người, mùa này và đang là mùa của nó mọi người, cho nên khả năng mà mình được ngắm bung rất là cao. Anh chị nào yêu thích thiên mẫu thì alo em ý nha, 280 mọi người, giá thị trường. Giá thì nó hơi cao tí xíu nhưng mà không sao, chậu rất là to và cây rất là khỏe. Tiếp theo, cái cây tiếp theo nhà em ý sẽ chia sẻ cho mọi người là một cái cây Amaki. Cây này là từ sữa xưa giờ luôn, rất là được lòng người chơi nha mọi người, vàng lưỡi đỏ. Đây là cái cây Amaki, hôm nay nhà em ấy mới về được một cái lô phải nói là cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn mọi người. Từ trước giờ chưa bao giờ nhà em ấy về được một cái lô Amaki nào mà đẹp như thế này nha. Mấy lần trước có về, không phải cái này là nguyên một năm hoặc là hai năm vừa rồi là không về hàng được, chứ không phải là có luôn mọi người. Có về nhưng mà cây nó sẽ không đẹp như thế này đâu mọi người. Đây là cây vàng lưỡi đỏ Amaki, cái cây này là từ sữa xưa giờ. Em nghĩ mà anh chị nào mà lão làng hoặc là ai đã chơi lan cách lai gia thì những anh chị đó thế nào cũng có cái cây này trong vườn. Nó rất là đẹp mọi người, nó xưa xưa luôn. Cây này Amaki hôm nay nhà em mới chia sẻ cho mọi người chơi là 150.000 một cây. Cây đợt này phải nói là siêu đẹp, siêu VIP luôn mọi người. Không chơi thì rất là phí. Cái cây Amaki này mà mình không chơi thì rất là phí luôn. Giá là 150.000 một cây. Anh chị nào thích siêu tầm Amaki thì alo em ý cho mọi người. Mọi người thấy cái cây của nó không? Đẹp từ cái lá đuôi luôn. Cái cây Amaki này hôm nay nhà em mới về hàng đẹp từ cái lá đuôi luôn á mọi người. Nó rất là đẹp. Rồi tiếp tục cái cây này nữa, thêm một cây vàng này nữa nha mọi người ơi. Cái cây vàng này hôm bữa em mà có báo với anh chị nào hết hàng á thì mọi người coi được cái clip này của em hoặc là mọi người coi được cái bài của em đăng á, mọi người alo liền cho em ý nha để em ý chừa cây cho mọi người. Cây này là một cái cây thông Supano 1. Thông Supano 1 nhà em ý chia sẻ với mọi người là 160.000 một cây. Thông Supano 1 em ý chia sẻ với mọi người là 160.000 một cây. Á lộn, 180.000 em ấy xin đính chính lại. Thông Supano 1 em ấy chia sẻ là 180.000 một cây chứ không phải là 160.000. Đây là mặt bông thông Supano 1 nha mọi người. Đó, cây này mà bỏ qua thì rất là tiếc. Cây này chuẩn hàng thuần 10 chậu 16 cho mọi người chơi. Một cái cây vàng cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi luôn mọi người. Rất là nhiều anh chị cần, đảm bảo nha mọi người luôn, rất là nhiều anh chị cần. Nhưng mà bữa trước thiệt sự là không còn đủ hàng để chia sẻ cho mọi người, cho nên hôm nay nhà em ấy về được. Anh chị nào mà thích hoặc là thấy em bán cái clip này mà mình chưa có cái cây thông Supano 1 này, mọi người alo em ý để em ý chừa cây nha, 180.000 một cây. Đó là cây thông Supano 1. Cái cây thứ hai em ý sẽ chia sẻ cho mọi người là một cái cây này, thông Supano Gold. Nãy là thông Supano 1, giờ là em sẽ chia sẻ là thông Supano Gold. Thông Supano Gold này em ý chia sẻ với mọi người 160.000 một cây nha mọi người. Đó, cây này em sẽ chia sẻ là 160.000 một cây. Để em mới tìm mặt bông cho mọi người xem. Lên mặt bông thông Supano Gold cho mọi người xem nha. Thì cái cây này mà bỏ qua là rất là phí. Mọi người đã chơi lan là mọi người phải chơi cái cây này cho em. Đây là mặt bông thông Supano Gold. Thì cái cây này cũng là vàng lưỡi đỏ nhưng nó sẽ có mắt. Cái cây thông Supano Gold này nó sẽ có mắt. Em ý chia sẻ 160.000 một cây. Anh chị nào thích siêu tầm thông Supano Gold thì mọi người alo em ý để em ý bốc cây cho mọi người nha. Mùa này cũng đang là mùa của thông Supano Gold mọi người. Đa số là cây nào cũng đang cho mèo và cho thân mới hết. Đó, anh chị nào thích siêu tầm thông Supano Gold thì mọi người alo em ý nha. Rồi cái clip này em ý làm tới đây nha. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng YouTube của em ý. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip sau. Thì dần dần nha, nói chung là nay đang về đợt về hàng mọi người, nhà em ý sẽ cập nhật những cái mặt hàng mới nhất cho mọi người siêu tầm. Cây sổ này 180.000 nha mọi người ơi. Còn cái cây Bin Beauty cánh sáp này là có 130 thôi. Còn cây sổ này chỉ có một cây hàng đài. Anh chị nào yêu thích thì alo liền em ý hoặc nhắn tin liền qua Zalo cho em ý nha. Không còn cây thứ hai nha mọi người ơi. Bye bye mọi người nha.